trước khi mà vô đây á thì mình có làm rất là nhiều công ty rồi. Công ty đồ họa, rồi phiên dịch. Có một năm á, là mình đã gửi mail cho công ty mình. Cái rồi cũng vô vai trò là phiên dịch ban đầu thôi. Hồi đó phiên dịch cũng đóng vai trò rất là quan trọng, kết nối giữa Việt Nam với Nhật. Khi mà mình về Việt Nam thì cái khó khăn đầu tiên là về văn hóa. Văn hóa công sở của bên Nhật Bản và văn hóa công sở Việt Nam là hai kiểu văn hóa hoàn toàn khác nhau. Mình luôn mang những cái tư tưởng tân tiến về Việt Nam. Nhưng mà điều đó nó có phù hợp với văn hóa Việt Nam hay không, mình cũng cần thời gian để mình có thể tìm hiểu, làm quen, tức là lắng nghe những ý kiến của phía nhân sự của mình. Sau thời gian làm thì mình cảm thấy là cái môi trường tự nhiên nó phát triển dần. Mình cũng hứng thú với nhiều thứ ở trong này. Bắt đầu mình mới xin với sếp là phát triển ra một cái mạng khác, là cái mạng phát triển sản phẩm mới. Thì mình có cái nhu cầu như vậy thì mình phải phát ngôn ra. Còn không thì mãi mãi mình không thành cái gì hết. Mình vẫn là một cái vị trí đó. Từ lúc về tiếp nhận cái vị trí này thì mình cũng luôn suy nghĩ đến những cái vấn đề làm như thế nào để mà xây dựng được một cái văn hóa nó chuyên nghiệp và có được một môi trường làm việc thực sự là tốt cho nhân sự của mình. Bởi vì đối với bất cứ doanh nghiệp nào thì nhân sự, con người luôn luôn là cái quan trọng nhất. VACS, ai mà mới vào cứ nghĩ là hiện tại và trước đó và bây giờ hay là tương lai nó vẫn là như vậy. Nhưng mà đối với người lâu năm thì họ rất là rõ máy móc thiết bị là từ cái đời mới nhất của năm đó rồi đến năm sau cũng là cái đời mới nhất, người cũng tăng lên, phát triển liên tục. Ngay cả đợt dịch 2 năm VAC vẫn đi lên, nhân viên không ai bị sa thải mà còn tăng nữa, lương cũng vậy. Đó là cái mà sự ổn định của VAC mang lại cho rất là nhiều người. Thời gian đầu vào VAC thì mình làm ở Hồ Chí Minh. Cái thời gian mình làm việc nó chiếm hết, hầu hết 8 tiếng ở ban ngày rồi. Lâu lâu chủ nhật thứ bảy mới đi chơi. Không có thời gian để đi làm quen với người khác. Thì sẵn trong công ty có một bé vậy đó, rồi mình ghẹo thôi. Cuối cùng dính. Vợ mình làm ở Đà Nẵng, mình làm phiên dịch ở Sài Gòn. Đợt đó mình cũng xin sếp ra đây công tác, là quản lý ở ngoài này một thời gian. Cái mình mới xin sếp ra hẳn luôn. Một thời gian sau thì sếp mới nghe tin là mình cưới, và cưới chính cái cô này. Mọi người đều có thể coi VACS là một cái ngôi nhà thứ hai, mà ở trong đó là mọi người, các thành viên đều có thể được lắng nghe, chia sẻ và gắn kết với nhau, cùng nhau xây dựng những cái mục tiêu, những mục đích chung cho tương lai của VACS cũng như là tương lai của chính cá nhân Cực Bảo. Mình luôn cố gắng cải thiện cái môi trường làm việc, ngoài những cái công việc căng thẳng, những cái deadline căng thẳng thì cũng sẽ tạo ra thêm những cái hoạt động ngoài khóa, tạo ra một cái môi trường mà bên trong đó là vừa có vui chơi nghỉ ngơi và làm việc, chứ không phải chỉ có đi đến làm và xong đó quay về. Hành trình thanh xuân là một cái sự kiện mà phía công ty cũng như cá nhân mình đã ấp ủ rất muốn thực hiện từ rất lâu rồi. Cái mà mình mong muốn mang lại cho mọi người một cái sân chơi, một sự kiện nói chung, tất cả các thành viên khắp tất cả các chi nhánh ở trên Việt Nam lần đầu tiên có thể hội tụ được tất cả mọi người lại. Đó là nơi mà mọi người từ đó có thể gắn kết được với nhau và tạo ra được cái tương lai tốt hơn cho môi trường làm việc của mình.
đây xem đó. Chúng ta sẵn sàng chưa? Đây là một cái sự kiện mà lần đầu tiên mà VSS tập trung hết tất cả nhân viên lại với nhau. Trước đây thì cũng đã tổ chức rất nhiều cái, những cái team building khác rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà tất cả các thành viên trên tất cả các chi nhánh cùng tập trung lại với nhau và cùng tham gia một cái hoạt động, và mình cảm thấy nó rất là ý nghĩa. Mọi người mình cũng cảm nhận được tất cả mọi người đều rất là cảm xúc rất là lên cao trong cái quá trình tham gia, và cá nhân mình cũng vậy, là lần đầu tiên ở Việt Nam tham gia một cái gọi là team building. Mình thấy là cực kỳ là gọi là hợp tác với nhau, rất là ăn ý, mặc dù là mỗi người mỗi phương ở nhiều chi nhánh khác nhau, sếp rất là lộn xộn chứ không có theo một cái tuần tự nào hết á. Ban đầu ai cũng nói ở tại sao không theo một team, tại sao lại sếp tôi với những team khác, nhưng mà đến khi gặp nhau rồi đó, thì các bạn lại thay đổi hoàn toàn, chơi với nhau rất là khăng khít. Rồi chơi hết rồi. Nhưng mà rất là vui, tuyệt vời. Yeah! Bạn hai lúc sống thật rất là vui mà. Yeah! Đây là tiền trong đời em chơi vui như thế này. Cảm ơn VSS đã tạo sân chơi của năm cho tụi em. Chào toàn thể nhân viên VSS Việt Nam. Hôm nay thì thực sự vẫn rất là vui vì có thể đón tiếp tất cả mọi người từ Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Hồ Chí Minh, Cần Thơ để quy tụ về đây. Cái điều may mắn nhất đó là được có cơ duyên đến với VSS. VSS mang lại cho mình rất là nhiều sự thử thách và những cơ hội rất lớn để có thể phát triển bản thân cũng như là hoàn thiện mình, tìm được những cái giới hạn của bản thân mà trước đây mình chưa bao giờ suy nghĩ đến. Còn bên thì lựa chọn giữa thay đổi những cái điều đang tồn tại hay là duy trì một mình, thì mình sẽ lựa chọn sự thay đổi để có thể tạo được những cái đột biến, những cái chuyển biến tích cực hơn, luôn luôn mang được quyền lợi tốt nhất dành cho thành viên VSS Việt Nam và trong khả năng của mình có thể làm được. Tương lai bác còn rất là nhiều thay đổi nữa, mình chắc chắn là như vậy, cho nên mình cũng nghĩ là mình sẽ gắn bó thêm tiếp tục, vì những cái thay đổi đó mình cũng rất là hào hứng muốn biết nó như thế nào nữa. Kể trong quá trình đó thì mình cũng muốn góp cái công sức của mình thêm trong những sự thay đổi. Mình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả thành viên công nghiệp VSS về những cái nỗ lực và đóng góp của mọi người cho VSS trong năm vừa qua. Chúc mọi người có được nhiều may mắn, hạnh phúc và sẽ thành công trong tương lai, và cũng chúc VSS 2022 phát triển lớn mạnh hơn.